Một con gấu trúc con là con gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại Hàn Quốc, mới đây đã được tổ chức mừng tròn 100 ngày tuổi và được đặt tên trong sự chúc phúc của công chúng và rất nhiều các em nhỏ. Con gấu trúc này là con của một cặp gấu trúc được Trung Quốc cho Hàn Quốc mượn. Gấu trúc con hiện được chăm nom và nuôi dưỡng trong vườn thú tại Everland, một công viên giải trí của tập đoàn Samsung tại thành phố Yongin. Vườn thú chọn cho nó cái tên là Phu Bao, có nghĩa là em bé bảo bối may mắn, sau một cuộc bình chọn đặt tên cho nó với khoảng 50.000 người tham gia. Phu Bao khi sinh ra nặng 197g, dài 16,5cm và giờ đã nặng 5,8kg, dài 58,5cm. Bố mẹ của Phu Bao từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đến Hàn Quốc vào năm 2016 theo một thỏa thuận cho mượn kéo dài 15 năm được hai nước nhất trí trong một cuộc họp thượng đỉnh vào năm 2014. Cặp gấu trúc đó cũng là những con gấu trúc đầu tiên được đưa đến Hàn Quốc kể từ năm 1994. Còn Phu Bao dự kiến sẽ được đưa trở về quê hương của nó trong vòng 3 đến 4 năm nữa.